Tôi có một ước mơ là được trở thành người Việt Nam đầu tiên thi đấu trong giải NBA của Mỹ. Nhưng thật trớ trêu, khi được biết là tôi đã bị bệnh high blood pressure, bác sĩ đã khuyên tôi giảm tất cả những hoạt động mạnh, bao gồm cả tập luyện bóng rổ. Bởi vậy tôi chỉ có thể thực hiện được ước mơ của mình ở trong game mà thôi. Nhưng thật may mắn sao, một người bạn đã đến và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian vừa qua, để giờ đây. Cuối cùng tôi vẫn theo đuổi được ước mơ của chính tôi. Blood Pressure Vitality số 20, ổn định huyết áp, huyết động cuộc sống. Một sản phẩm của US Doctors Clinical.